Người đau khổ nhất Hoàng Gia Ánh lúc này có lẽ là người đàn bà không hài lòng với Hoàng tế Philip và kiên quyết phản đối Camilla. Nhiều người tin vào câu cổ ngữ gừng càng già càng cay, nghĩa là người cao tuổi có kinh nghiệm sống phong phú, từng chứng kiến mọi sóng gió nên có kinh nghiệm để ổn định tình hình khi gặp các trường hợp khẩn cấp. Nhưng những người lớn tuổi quá quyết đoán và đó có thể không phải là điều tốt cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong Hoàng gia Anh, nơi truyền thống gia đình và lựa chọn cá nhân khó cân bằng. Cho dù đó là bản thân nữ hoàng Elizabeth hay chồng và con trai của bà, họ phải trực tiếp đối mặt với sự cứng rắn của mẹ đẻ, Hoàng Thái hậu Elizabeth. Bà cụ rất không hài lòng với con rể là Hoàng tế Philip, bà không quan tâm đến mối quan hệ giữa cháu trai Charles và Camilla. Người phụ nữ huyền thoại này tên thật là Elizabeth Boleyn, sinh ra trong một gia đình quý tộc người Anh. Cha bà giữ vị trí bá tước Stanmore và Kinghorn. Elizabeth Boleyn là con thứ 9 trong số 10 anh chị em. Cô sinh năm 1900 khi nữ hoàng Victoria vẫn đang trên ngôi báu. Trải qua những năm tháng chiến tranh không êm đềm và dần phát triển tính cách vui vẻ, hào phóng và cương nghị. Có lẽ chính tính cách rạng rỡ này đã lọt vào mắt xanh của hoàng tử Albert, ông vua nói lắp nổi tiếng sau này. Theo một số thông tin, ban đầu cô gái trẻ không mấy mặn mà với sự theo đuổi của hoàng tử. Một số nguồn tin cho rằng cô không thích sự gò bó và tự do của hoàng tộc. Một số nguồn tin cho rằng cô không thích hoàng tử Albert, sống nội tâm và không có quyền thừa kế. Cũng có nguồn tin cho rằng hoàng tử không được người mình yêu để ý vì bên kia đã có tình ý. Nói tóm lại, bất chấp nhiều rào cản tréo ngoe, Elizabeth cuối cùng cũng kết hôn với hoàng tử Albert. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hầu như tất cả mọi người trong hoàng gia hay thần dân Anh đều không nghĩ rằng đôi tân hôn sẽ có thể bày tỏ ý kiến về các vấn đề quốc gia. Rốt cuộc, các quy tắc đã có và thứ tự kế vị ngai vàng rất rõ ràng. George V vẫn ở trên ngai vàng và ngay cả khi ông ta chết, đó phải là anh trai của hoàng tử Albert là Edward, hoàng tử xứ Wales. Ai có thể ngờ rằng không lâu sau khi thái tử nối ngôi Edward VIII, ông đã chạy theo tiếng gọi con tim, bỏ cả ngai vàng để theo người đẹp Mỹ đã hai lần ly hôn. Và công tước xứ George, người vốn đang chơ vơ, bỗng trở thành George VI và vợ ông đương nhiên được phong làm nữ hoàng Elizabeth. Tuy nhiên, những gì trước mắt họ lúc đó không phải là viễn cảnh được hưởng vinh hoa phú quý. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa cận kề, trước tình hình thế giới đang thay đổi, ảnh hưởng ban đầu của đế quốc Anh đang dần tan rã. Môi trường bên ngoài không tốt, vị vua mới của nước Anh đã không được đào tạo làm người thừa kế từ khi còn nhỏ, là người sống nội tâm và có tật nói lắp. Dù thế nào thì đó cũng không phải là một khởi đầu tốt. Tuy nhiên, cũng chính trong những hoàn cảnh bất lợi khác nhau, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất mới thể hiện được thần thái của mình. Cô luôn ủng hộ và động viên chồng làm việc chăm chỉ để khắc phục nhược điểm về khả năng ngoại ngữ, đồng hành cùng chồng đến từng nơi công cộng, đến từng chi tiết. Họ cũng đã đến thăm Hoa Kỳ cùng nhau và củng cố tình bạn với Tổng thống lúc bấy giờ là Spalding D. Roosevelt. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Sau khi Thế chiến II bước vào thời kỳ trắng xóa, London thường xuyên bị ném bom bởi các cuộc công kích của Đức Quốc xã. Gia đình nhà vua đang sống trong cung điện Buckingham đương nhiên gặp rủi ro. Có người đề nghị với hoàng gia rằng ít nhất hai công chúa nên rời London để tránh nguy hiểm từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, nữ hoàng đã dứt khoát từ chối lời đề nghị này. Bà tin rằng với tư cách là một thành viên của gia đình hoàng gia, bà nên gánh vác trách nhiệm của mình và sát cánh chiến đấu cùng người dân Anh. Ngay cả khi một góc của cung điện Buckingham bị bỏ bom làm hư hại, nữ hoàng Elizabeth vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn hài hước nói, thế này tầm nhìn sẽ rộng hơn. Sau cuộc công kích, bà cũng thắp thùng vua George VI đến thăm những người bị thương, kiểm tra các tòa nhà bị hư hại và xoa dịu công chúng. Thái độ thể hiện của hoàng gia đã nâng cao uy tín của họ trong nhân dân và trở thành trụ cột tinh thần của toàn Vương quốc Anh. Năm 1952, vua George VI qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 56, con gái lớn của ông bà là Elizabeth kế vị nữ hoàng. Đồng thời, nữ hoàng cũng trở thành Hoàng Thái hậu Elizabeth. Thái hậu đương nhiên là người ủng hộ tần nữ hoàng nhất mực. Bà thấy con gái quá bận rộn với việc chính sự nên đã chủ động đảm nhận vai trò chăm sóc cháu trai. Khi lớn lên, Charles cũng đã hơn một lần bày tỏ sự kính trọng và yêu quý bà ngoại.
nói rằng bà là người bà tuyệt vời nhất mà bạn có thể có. Có thể vì Edward VIII từ bỏ trách nhiệm, Thái hậu Elizabeth rất coi trọng lợi ích của con cháu, đồng thời rất mất lòng tin vào những người có nhiều cuộc hôn nhân. Hầu hết những bất đồng của bà với con rể và cháu nội những năm sau này đều xuất phát từ hàng loạt nút thắt này. Khi nói đến con rể nổi tiếng thế giới và chồng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, hoàng thân Philip. Ông ấy cũng là một nhân vật huyền diệu với một câu chuyện tuyệt vời. Dù được hoàng gia Anh đặc biệt coi trọng về dòng máu thì nguồn gốc của Philip cũng không chê vào đâu được, mang trong mình dòng máu của hai hoàng tộc Đan Mạch và Hy Lạp, nhưng gia đình lại gặp khó khăn, bố mẹ thậm chí còn phải trải qua những năm dài sống xa xứ. Trong mắt của cha mẹ George VI và nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, một hoàng tử nghèo như vậy không phải là ứng viên sáng giá cho vị trí con rể. Nhưng vì người ta đã dấn thân vào con đường tình ái rồi nên cưỡng đoạt là quá độc đoán. Nhà vua và hoàng hậu trước tiên dùng kế hoán binh và sau đó đưa ra yêu cầu người đàn ông phải từ bỏ quyền thừa kế và họ gốc. Thật bất ngờ, Philip đã chấp nhận tất cả những điều kiện tưởng chừng như vô nhân đạo này. Cha mẹ cuối cùng cũng phải nhượng bộ cho sự lựa chọn và hạnh phúc của con gái mình. Nhưng mầm mống của sự bất hòa đã được gieo vào lòng ngay từ đầu. Một trong những tranh chấp nổi tiếng, việc học hành của các cháu. Bản thân hoàng thân Philip thời trẻ cũng có gia đình nghèo khó, để rèn giũa ý chí phấn đấu vươn lên, ông đã đến trường Goldenstone ở Scotland để học tập. Trường học này được thế giới bên ngoài gọi là tổ chức giáo dục Spartan. Tất cả học sinh đều phải dậy từ sáng sớm, tập chèo thuyền, tập chạy, tập thể dục và chỉ được tắm nước lạnh. Người ta nói rằng bản thân hoàng tử cũng đồng ý với khái niệm của ngôi trường. Sau khi rời trường, bản thân anh đã gia nhập hải quân sau khi rời trường và chỉ sau đó được gặp nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, lúc đó vẫn còn là công chúa. Vì vậy, khi có con trai Charles, ông đã thúc giục con trai nhận được nền tảng giáo dục giống như mình. Quyết định này bị mẹ vợ phản đối rất nhiều. Thái hậu cho rằng cháu trai của bà từ nhỏ đã nhạy cảm, đa cảm, không thích hợp với trường học xa xôi và khắc nghiệt như vậy. Cháu tôi phải đến Eton, trường học cho con cháu hoàng gia và quý tộc Anh, không chỉ thân thiết mà còn dễ dàng nhận được tình cảm từ gia đình hơn. Tất nhiên cuối cùng Philip đã thắng, nhưng nhiều năm sau đó, Charles và cha mẹ không thân thiết và Thái hậu luôn cho rằng tất cả đều là kết quả của việc Philip chọn nhầm trường. Xung đột lớn hơn xuất phát từ vấn đề quyền có họ. Trước khi kết hôn, để dập tắt sự phản đối của tất cả các bên, Philip đã tự nguyện từ bỏ tước vị của hai hoàng tộc Đan Mạch và Hy Lạp, đồng thời bỏ họ gốc được cho là có nguồn gốc từ Đức và sử dụng họ Mountbatten từ gia đình mẹ anh. Cuối cùng, vào năm 1952, vua George VI qua đời. Áp lực đối với hoàng tử Philip giảm bớt và ông đã thảo luận với vợ nữ hoàng của mình rằng ông hy vọng rằng các con là thái tử Charles và con chúa Anne có thể lấy họ của ông là Mountbatten.